đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, được lộc bề trên, may mắn ngập trời, trúng số liên tiếp, đón Tết 2025 giàu có hơn người, tiền vàng nhét chật két. Không còn vận hạn tai ương, thiên thời thuận lý cửu trường khai quang, bốn bề hoạn nạn thênh thang, quý nhân tương trợ soi đường vận may, tứ phương lộc ở nơi này, đôi đường dẫn lối vận may tốt lành. Hoan hỉ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Kỷ Dậu sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Kỷ Dậu hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Kỷ Dậu phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Kỷ Dậu đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Kỷ Dậu không được dễ dàng là mấy. Kỷ Dậu thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Kỷ Dậu hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Kỷ Dậu những điều bất như ý cô bác anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Kỷ Dậu hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Kỷ Dậu đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Kỷ Dậu, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Kỷ Dậu nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Kỷ Dậu thay đổi, thì thái độ của Kỷ Dậu cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Kỷ Dậu sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Kỷ Dậu chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Kỷ Dậu có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng theo dõi. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Con gà tượng trưng cho sự tự tin, kiêu ngạo và tích cực. Những người tuổi Kỷ Dậu là người sôi nổi và có vẻ bề ngoài loè loẹt, tuy nhiên họ cũng là người trung thành, đáng tin cậy. Với tính cách trung thực và thẳng thắn, những người tuổi Kỷ Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai không theo kịp nhịp độ của họ, do họ quá thật thà thẳng thắn. Đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Thực tế những người tuổi Kỷ Dậu lại là những người rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm. Đặc biệt, họ là những người dí dỏm tràn trề sức sống. Những người tuổi Kỷ Dậu thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết và cầu toàn. Họ cũng có thể là những nhà quản lý giỏi. Đối với những người cầm tinh con gà, vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Vì thế họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình, chậm rãi mà có phương pháp. Họ thích sự phô trương, thích những nơi sang trọng, lộng lẫy và những dịp lớn khi họ có thể mặc những bộ cánh sang trọng và thời thượng nhất của mình. Nhưng sự đam mê thật sự của họ là hòa mình với thiên nhiên. Những người tuổi Kỷ Dậu thường rất hãnh diện về gia đình của mình và họ là những người quản lý gia đình rất hiệu quả. Họ thích sự ngăn nắp gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất. Đối với họ, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Họ thuộc tuýp người ưa chuộng truyền thống. Những người này thường thích trang trí đồ gỗ nội thất trong nhà. Trong số những người cầm tinh con gà, có nhân vật là đại biểu với tính cách giàu ảo tưởng, hành động vì trượng nghĩa. Ông ta tự cho mình là anh hùng không hề biết sợ, sẽ làm thay đổi thế giới. Thật ra đặc trưng của người tuổi Kỷ Dậu có bề ngoài là người cấp tiến, tự cho mình là tài giỏi, nhưng trong lòng lại rất bảo thủ, cố chấp. Họ là người ưa tranh luận mà bất chấp người khác có cảm giác thế nào, họ luôn cho rằng mình đúng,
và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Người tuổi Kỷ Dậu thích được người ta khen ngợi, khoa trương. Khi bị một ai đó phê bình, họ sẽ dùng đủ mọi cách phản bác, không thừa nhận sai lầm của mình. Song dù như thế nào, thì mọi người vẫn yêu mến họ bởi tính cần cù chịu khó. Trong lĩnh vực kinh tế, họ là nhà quản lý có tài, họ biết làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn nhất. Tính cách của người tuổi Kỷ Dậu cơ bản được phân thành hai loại, một loại thích nói chuyện phiếm hay nói lung tung, tính cách sôi nổi, còn loại kia là những người giỏi quan sát, biết đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi Kỷ Dậu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khiếm khuyết của bản thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đứng ra vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. Cùng đi với những ưu điểm này là khuyết điểm thích tranh cãi, luôn muốn khoe khoang những kiến thức uyên bác của mình, không hề quan tâm đến cảm giác của người khác. Nhưng một khi gặp thất bại, họ cũng không sa sút tinh thần. Phương pháp của họ là nói quan điểm của mình cho từng người một để mọi người tin họ, đứng về phía họ. Người tuổi Kỷ Dậu cầu toàn, luôn mưu cầu sự tận thiện tận mỹ. Họ khá nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận. Khi xử lý giải quyết một vấn đề, họ luôn hành động theo một khuôn khổ định sẵn. Cũng chính vì thế mà khi gặp bất kỳ một điều gì ngoài dự tính, họ đều lúng túng, thậm chí không thể xử lý được. Tuy nhiên, họ là người tài giỏi, chịu khó, có năng lực tổ chức cao, thẳng thắn, trung thực, làm việc dứt khoát, quyết đoán. Người sinh năm Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ kiên cường. Họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân, muốn thể hiện mình. Mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ, vì họ thường có vẻ ngoài được tôn kính, đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất, thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất tính cách của mình. Người sinh năm Dậu là những diễn viên tuyệt vời, họ thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh thu hút mọi người, tính cách của họ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi một cử chỉ, hành động đều được mọi người chú ý, họ mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Họ có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách, họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào. Và bất cứ lúc nào, nếu bạn muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó, thì bạn rất dễ gặp thất bại. Khi người tuổi Kỷ Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình, vì họ tin mình là đúng. Chỉ công nhận ưu điểm của bản thân, thế nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm của họ, thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm như vậy chỉ là muốn xác định giá trị của họ. Cho nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân, cũng không nên khoe khoang, khoa trương với họ mà gặp bất lợi. Nếu người tuổi Kỷ Dậu sinh đúng vào lúc tảng sáng hay hoàng hôn, thì họ sẽ có đặc điểm nói dai. Càng không may là những người này thường thổi phồng, khuếch trương lời nói của họ, không hề nhận ra sai lầm, không có một đề tài nào mà họ đưa ra mang ý nghĩa đứng đắn. Người tuổi Kỷ Dậu sinh vào ban đêm thì hoàn toàn ngược lại, họ cực kỳ nghiêm túc, không giỏi giao tiếp, lãnh đạm với mọi người giống như một con mọt sách, thậm chí tính tình hơi lập dị, khó đoán trước. Tuổi Kỷ Dậu là những người sống theo nguyên tắc, kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc, họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù, chịu thương chịu khó của những người tuổi Kỷ Dậu đã giúp họ xây dựng lên một sự nghiệp vững chắc, ổn định mà không phải ai cũng có thể đạt được. Những người này khá chăm chút vẻ bề ngoài, vì vậy họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn để làm đẹp, mua sắm. Tuổi Kỷ Dậu sẽ không bao giờ trưng diện những món đồ tầm thường, kém độc đáo. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải thật nổi bật với những bộ trang phục lộng lẫy, hợp mốt và không đụng với bất kỳ ai. Nếu làm việc với những người tuổi Kỷ Dậu, bạn sẽ thấy rằng họ thật tỉ mỉ, cẩn thận và cầu toàn. Đôi khi tuổi Kỷ Dậu mất thời gian vào những vấn đề không cần thiết. Dù bạn có cố khuyên nhủ, họ cũng sẽ bỏ ngoài tai và tiếp tục duy trì phong thái làm việc ung dung của mình. Những người phụ nữ tuổi Kỷ Dậu được mệnh danh là con người của thời đại. Họ không chỉ đảm đang tháo vác việc nhà, mà còn có thể độc lập xây dựng kinh tế cho mình. Sự mạnh mẽ, giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Kỷ Dậu có rảnh rỗi, bởi đa số họ dành thời gian để phát triển công việc và bản thân mình. Sự chăm chỉ ở tuổi trẻ sẽ mang lại cho họ một tương lai tươi sáng, sung sướng và giàu sang. Tuy nhiên, đôi lúc tuổi Kỷ Dậu chủ quan làm việc quá sức, bởi vậy họ hay gặp phải những biến cố về sức khỏe. Người tuổi Kỷ Dậu không quá quan tâm đến tiền bạc và là mẫu người có tinh thần tự lập cao. Họ luôn biết trân trọng những gì đã đạt được, biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên. Tính cách này có thể mang đến cho họ sự phù hợp khi bước chân vào lĩnh vực chính trị. Bên cạnh đó, họ còn là người có tư duy nhạy bén và lòng dũng cảm. Nếu hoạt động ở lĩnh vực an ninh,
quân đội, họ sẽ mau chóng được đề bạt lên chức vụ cao. Ngoài ra, người tuổi Kỷ Dậu còn có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, ưa thích các hoạt động thể thao. Nếu trở thành vận động viên cũng rất phù hợp với họ, khả năng thuyết phục tốt, tài tạo lập quan hệ. Người cầm tinh con gà hoàn toàn có thể đảm đương công việc ngoại giao, đó là lĩnh vực mà họ nên thử sức mình nếu muốn trở nên nổi tiếng và có cơ hội làm giàu. Người tuổi Kỷ Dậu còn rất khéo tay, tỉ mỉ, cẩn thận và cần mẫn, đặc biệt là nữ giới. Do vậy họ cũng nên tìm đến những công việc như liên quan đến hóa trang, may mặc hay lĩnh vực giải trí. Doanh nhân tuổi Kỷ Dậu tài giỏi, có năng lực tổ chức và lãnh đạo. Đa số doanh nhân tuổi Kỷ Dậu là người khá cầu toàn. Do đó họ luôn đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân cũng như với người xung quanh. Thế nhưng họ thường hành động theo một khuôn thức định sẵn trong tư duy. Khi giải quyết một vấn đề nào đó, vì tính cách cứng nhắc này, khi gặp những vấn đề mới ngoài dự kiến, họ đều lúng túng, thậm chí không xử lý được. Tuy nhiên, nếu biết linh hoạt mềm dẻo khi nhìn nhận và giải quyết vấn đề thì công việc của họ sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Tận tụy tích cực và chăm chỉ làm việc là hai đặc điểm của người tuổi Kỷ Dậu, giúp họ thành công trong sự nghiệp. Họ cũng có xu hướng đặt sự nghiệp làm mục tiêu hàng đầu trong cuộc đời. Có thể nói cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở. Vào những thời điểm quyết định, nếu xử lý công việc không tốt, họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thất bại trên con đường sự nghiệp. Họ không phải là những người luôn có cuộc sống sung túc, nhưng cũng không đến mức nghèo khổ, chật vật. Tuy gia cảnh từ nhỏ có thể gặp nhiều khó khăn hơn người khác, nhưng với ý chí kiên cường chắc chắn họ sẽ vượt qua. Nếu biết nhìn nhận thực tế và luôn giữ vững tinh thần lạc quan, không chạy theo hư vinh, thì cơ hội thành công dành cho họ sẽ rất lớn. Với óc sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, biết định hướng cho tương lai, thái độ làm việc nhiệt tình chu đáo, người tuổi Kỷ Dậu luôn đi trước người khác một bước trong mọi việc. Cũng chính vì những ưu điểm đó mà tuy có tài nghệ thuật âm nhạc, văn học, nhưng rất ít người tuổi Kỷ Dậu hứng thú khi theo đuổi những ngành nghề này. Ngay từ nhỏ, người tuổi Kỷ Dậu đã có nhiều ước vọng lớn lao, họ sống có lý tưởng cao đẹp, nên họ thường được rất nhiều người yêu mến giúp đỡ, tạo cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, là những người thiên về tính thực tế, logic, rõ ràng, không ủy mị hay dễ xúc động, vì thế họ rất thích hợp với những nghiên cứu. Thống kê, họ là những người rất giỏi và tài năng trong những việc như kế toán, quản lý tiền bạc, tài chính, họ còn là những người có khả năng tổ chức cao. Về cuộc đời, sinh Tiêu Dậu thông minh, hiếu nghĩa, hiếu học, biết phân biệt phải trái, nhưng sống cô lập, duyên phận nhạt nhẽo với anh em, không đông con, thời trẻ vận khí tốt đẹp, trung niên không hay, vãn niên lại có phúc phận có thể phú quý. Có thuyết cho rằng, người tuổi Kỷ Dậu suốt đời có tài lộc, nhưng có bệnh mãn tính, phải chú ý dưỡng sinh, nên làm việc từ thiện thì trường thọ. Theo tình hình thông thường, trong lịch trình sinh mệnh của người tuổi Kỷ Dậu từ thời niên thiếu đến khi về già đều xuất hiện sóng gió rất lớn và sẽ có sự lên cao, xuống thấp rất rõ. Đương nhiên những sóng gió và khó khăn này thường không ảnh hưởng lớn đến bạn lắm, nhưng vào những lúc cấp rút mà bạn xử lý không đúng thì sẽ làm hỏng một số cơ hội rất tốt hoặc để lại cho bản thân những phiền muộn lớn, thậm chí còn làm cho mình ngã không đứng dậy được, hối hận đến suốt đời. Thời niên thiếu cuộc sống của bạn không được bằng phẳng lắm, có thể bạn vừa vươn lên được bằng người thì đã đứng trước biết bao khó khăn, hoàn cảnh gia đình không giàu có gì. Để sinh sống bố mẹ bạn phải đi xa để làm ăn và không thể chăm sóc bạn đầy đủ, bạn lúc no, lúc đói, phải dựa vào sự giúp đỡ của những người tốt bụng để lớn lên. Nhưng nói chung, vận số của bạn không hoàn toàn xấu, mặc dù bạn cả đời vất vả nhưng kết quả lại không tầm thường. Chỉ cần bạn chú ý thật nhiều vào việc thực hiện mọi việc, không nên quá theo đuổi những điều huyễn hoặc thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Về phương diện tài vận, với tính cách đặc hữu của người tuổi Kỷ Dậu sẽ giúp bạn biến hy vọng nhỏ thành rất lớn. Và với lý tưởng cao cả đó, cả đời bạn sẽ có tài vận rất tốt. Mỗi khi bạn cảm thấy túi cạn tiền là tự nhiên sẽ có con đường thu nhập khác, giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề. Bạn không giỏi việc chèn ép người khác để kiếm tiền cho có thu nhập ổn định, có thể tự lập nghiệp. Vì thế, tuy bạn có chuyên tâm vào công việc mà bạn yêu thích, nhưng rất khó tránh khỏi thu nhập thấp làm bạn cảm thấy đau khổ. Nhưng nhìn về lâu dài thì tài vận của bạn khá tốt. Ngoài ra, bạn có tính xa xỉ bẩm sinh, rất muốn có những đồ vật quý hiếm, nên thường không tiếc tiền bỏ ra số tiền lớn để mua, vì thế việc chi tiêu thường vượt quá mức thu nhập. Hơn nữa, cùng với việc thu nhập tăng cao thì số tiền chi tiêu cũng tăng cao. Nếu bạn muốn để dành tiền, chi bằng hãy dùng tiền để mua cổ phiếu chứng khoán, bất động sản hoặc món hàng nghệ thuật. Đó là phương pháp vận dụng để giữ tài sản tốt nhất. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Kỷ Dậu là những người có ý chí, quyết tâm vững và họ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ điều gì. Càng về sau tài lộc càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Tuổi Kỷ Dậu là những người độc lập, luôn tự mình giải quyết công việc,
không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, họ giỏi trong việc kiếm tiền và cũng không ngần ngại chi tiêu chúng. Thậm chí tuổi Kỷ Dậu còn chi tiêu một cách hoang phí, chả bao giờ những người này tiết kiệm được tiền của. Bởi vậy dù tài chính rất mạnh, nhưng tuổi Kỷ Dậu vẫn thường xuyên trong tình trạng rỗng túi. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch của cô bác anh chị tuổi Kỷ Dậu 1969. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, mệnh hỏa, xét theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh hỏa của năm. Tương sinh với mệnh thổ của tuổi, hỏa sinh thổ, như vậy là rất tốt, can kỷ tương khắc với can Ất, địa chi Dậu tam hợp với Tỵ. Năm 2025 này, nam và nữ mạng Kỷ Dậu sẽ có nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc, thành công đến nhờ vào kiên định, chiều sâu trong nghề nghiệp. Nếu mệnh chủ có tầm nhìn dài hạn, sự bền bỉ, ý chí dũng cảm thì gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết, trái ngọt nhất định ở phía trước. Vận trình tử vi của cô bác anh chị tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm Ất Tỵ nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan, đắc ý. Muốn mọi sự thuận lợi thì nên có sự khiêm nhường, suy xét tính toán kỹ lưỡng thì thành công mới được vững bền. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025, nam mạng tuổi Kỷ Dậu có sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thủy Diệu là một trong ba trung tinh, vừa tốt vừa xấu, chủ về thị phi tranh cãi, sau này sẽ gây khó khăn đối với những người tuổi Kỷ Dậu có tính nóng nảy, tranh đua. Còn nếu bản mệnh là người điềm tĩnh, cẩn trọng, làm gì cũng suy xét đúng sai rõ ràng thì không cần lo lắng, chỉ cần nhìn nhận sự việc tích cực hơn thì bất lợi sẽ hóa thuận lợi. Người xưa nói rằng, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, dù là sự việc gì thì cũng đều sẽ có hai mặt, việc tốt việc xấu có thể cùng song song tồn tại. Không thể thay đổi bản chất sự việc, tuy nhiên có thể lựa chọn góc nhìn, có góc nhìn thoáng, khó khăn cũng biến thành sức mạnh và tài sản. Đối với nữ mạng, năm 2025 nữ mạng tuổi Kỷ Dậu được sao Mộc Đức chiếu mệnh, đây là một trong ba sao tốt nhất hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về tin vui, tài lộc. Sau này sẽ đem đến cho phương diện tình cảm của nữ Kỷ Dậu nhiều hỷ sự, công việc có thêm tài lộc. Nếu sống ngay thẳng, lương thiện, thì cuộc sống bản mệnh sẽ nhận được phúc báo xứng đáng. Người xưa có câu, gieo nhân nào, gặt quả đó, mọi hành động thiện tâm đều sẽ thu về thiện quả. Nếu có lợi ích vật, chất tinh thần thì bản mệnh nên biết hài lòng và chia sẻ thành quả đó với người thân. Đó là cách giữ được phúc khí cho mình và để đức cho con cháu. 2. Vận hạn. Tử vi nam mạng tuổi Kỷ Dậu trong năm Ất Tỵ này gặp hạn thiên tinh, đây là hạn về kiện cáo, sức khỏe, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa, đường ruột. Vì thế mệnh chủ nên tập trung ưu tiên chăm sóc sức khỏe, tránh lãng phí năng lượng bởi những chuyện khác. Để có một sức khỏe tốt, nam mạng tuổi Kỷ Dậu 1969 nên ăn uống cẩn thận, tập thể dục buổi sáng, hạn chế thức khuya để giúp cơ thể dẻo dai hơn. Bên cạnh đó, thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa và chữa trị bệnh tật kịp thời. Với nữ mạng, trong năm Ất Tỵ này, quý nữ tuổi Kỷ Dậu gặp hạn tam kheo, vì thế mệnh chủ nên quan tâm đến sức khỏe xương khớp và mắt. Xuất hành đi xa nên cẩn thận để giữ bản thân an toàn, để giảm trừ vận hạn, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu 1969 nên vận động vừa đủ, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, không xem TV điện thoại nhiều, sẽ ảnh hưởng đến mắt, cùng với đó là thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời điều trị bệnh tật. 3. Vận niên. Tử vi vận niên của nam và nữ mạng tuổi Kỷ Dậu trong năm 2025 là xà hãm tĩnh, nghĩa là rắn bị rơi xuống giếng. Năm vận niên này thì mệnh chủ không nên vội vàng, giải quyết vấn đề nào cũng phải dựa trên sự suy xét của lý trí. Trong năm này, nếu bản mệnh chăm chỉ, tập trung cao độ cho công việc thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, có vợ và con cái động viên giúp bản mệnh vượt qua thử thách và đạt được thành công. Tiếp theo sau đây là vận trình tổng quan tử vi 2025 của cô bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xem vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, trong thời điểm mở đầu năm Ất Tỵ, vận trình của cô bác tuổi Kỷ Dậu tiềm tàng không ít hung hiểm, nhiều biến động thăng trầm, cần hết sức thận trọng. Dưới tác động của tương xung thái tuế, công việc nhiều áp lực lại có họa thị phi luôn rình rập, dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều, nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Đã vậy, những lời bàn ra tán vào đâm đạt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của mệnh chủ. Trong thời gian này, bạn cần hết sức cẩn thận cách hành xử của mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở, để tránh những rắc rối không đáng có. Những kẻ ghen ăn tức ở bài trò ra sao cũng hãy cứ dùng thái độ ngay thẳng, việc mình làm, bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý, đừng quá lo lắng.
Nguyệt lệnh lâm đất lâm quan sẽ mang đến những tín hiệu tích cực vào thời khắc khó khăn nhất. Nhưng mọi chuyện vẫn cần bạn tự thân nỗ lực thì mới có thể vượt qua sóng gió. Khi đó lại thêm sự nâng đỡ của các tinh này sẽ giúp hóa hung thành cát. Tài lộc đầu năm mới sa sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại hao hung tinh gây ra. Tiền bạc trong túi cứ vơi dần dù bạn có tính toán ra sao. Hầu hết đều phải chi tiêu cho những công việc quan trọng nên bạn không thể không rút hầu bao. Việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ. Tuổi Kỷ Dậu nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ việc gì. Đây quả là khoảng thời gian nhiều gian nan với những chú gà. Khi hết công việc, tài lộc đến cả phương diện tình cảm của bạn cũng phải đối diện với một vài trục trặc. Vợ chồng thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thường nhật. Tình cảm lứa đôi ngày càng nhạt nhòa nhưng chẳng ai còn muốn chủ động hâm nóng. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Dậu 1969, năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp âm lịch về sự nghiệp cho thấy, đường công danh của những chú gà ngay trong thời điểm đầu xuân năm mới vấp phải không ít sóng gió lớn nhỏ. Áp lực gia tăng, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện xảy đến. Cục diện tương xung thái tuế tác động trực tiếp lên công việc của bạn, gây nên nhiều biến động thăng trầm. Bạn sẽ thấy khối lượng công việc đầu năm không hề ít, có những lúc phải mang việc về nhà mà vẫn chưa thể đảm bảo tiến độ. Hãy dành thời gian xem xét, thay đổi cách thức làm việc sao cho hiệu quả hơn. Nếu không, cứ tình trạng này kéo dài, e rằng việc khó thành, tinh thần của bạn lại bị stress nặng. Đã vậy tiểu nhân vận đầu năm mới không hề nhỏ, luôn có họa thị phi rình rập, những lời bàn ra tán vào. Đâm đặt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của bản mệnh. Dù bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Trong thời gian này, tuổi Kỷ Dậu cần hết sức cẩn thận cách hành xử của mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở, để tránh những rắc rối không đáng có. Những kẻ ghen ăn tức ở bài trò ra sao cũng hãy cứ dùng thái độ ngay thẳng, việc mình làm, bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến đóng góp của những người xung quanh, đừng quá độc đoán kẻo chuốc lấy thất bại. Nếu làm được điều đó, người tuổi này sẽ có được sự hỗ trợ lớn từ Nguyệt Mã và Giải Thần Cát Tinh, nhưng bạn cũng yên tâm, trong nghịch có thuận, thúc đẩy mọi việc tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, trong thách thức sẽ tìm ra cơ hội xoay chuyển tình thế. Xem phi tinh tháng đầu năm mới, có sao Lục Bạch chủ chức vụ nằm ở phương Tây, Bắc bạn nên quét dọn sạch sẽ khu vực này trong nhà. Không nên để quá nhiều đồ đạc lộn xộn, có thể đặt tháp văn xương trên bàn làm việc để đảm bảo tâm trí mẫn tuệ, thúc đẩy công danh thuận lợi. Xé phương diện tài lộc tuổi Kỷ Dậu 1969, năm 2025 âm lịch. Ngay đầu năm mới đã gặp tháng tương xung với bản mệnh, lại có đại hao hung tinh hoành hành, người tuổi Kỷ Dậu khó mà gặp may mắn về tiền bạc trong thời điểm đầu năm này. Thậm chí còn có điểm hao tốn tiền của chi tiêu vượt mức dự toán, có thể rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần ngay đầu năm. Dù bạn đã đặt ra rất nhiều kế hoạch nhưng mọi chuyện cứ đi chệch khỏi quỹ đạo mong muốn, tài chính chủ yếu tổn hao ở những mục đích không thể không rút hầu bao. Hung vận quá lớn nên việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, chỉ cần hòa vốn là may lắm rồi, chứ chẳng dám mong cầu có lãi. Tuổi Kỷ Dậu nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ kế hoạch cầu tài. Đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh ở thời điểm này, bạn vẫn nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới thì tốt hơn. Làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Tuổi Kỷ Dậu cũng đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc trong tháng có nhiều hung tinh quấy phá như này. Đồng tiền đi liền khúc ruột, kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả của đối phương, kẻo vừa mất tiền lại vừa mất cả mối quan hệ. Tháng đầu năm mới, có bát bạch chủ tài lộc nhập cung Đông Bắc, người cầm tinh con gà muốn giảm bớt nguy cơ phá tài, thì nên chăm chút hơn cho phương vị này trong nhà, có thể đặt bể cá hay bát nước thả hoa ở đây để tài vận khởi sắc hơn. Xét phương diện tình duyên tuổi Kỷ Dậu 1969, năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp âm lịch dự đoán, đây quả là khoảng thời gian nhiều gian nan với người tuổi Kỷ Dậu. Khi hết công việc, tài lộc đến cả phương diện tình cảm của bạn cũng phải đối diện với một vài trục trặc. Dù bề ngoài mọi thứ có vẻ như vẫn ổn, nhưng bên trong lại nhiều mâu thuẫn, trục trặc. Vợ chồng thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thường nhật. Hơn nữa, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng thiếu sự hài hòa vì ai cũng bận rộn, không có thời gian chia sẻ. Thiếu sự chia sẻ, quan tâm là nguyên nhân chính khiến các cặp đôi ngày càng xa nhau về cả thể xác và tâm hồn. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi âm ỉ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào sau những cuộc cãi vã, tranh chấp triền miên. Từ những vấn đề nhỏ,
nhưng cả hai chuyện bé xé ra to, chẳng còn bao dung cho nhau như thuở mới yêu, những vết rạn nứt tình cảm cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều. Hai bạn sẽ thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, nếu còn muốn gìn giữ tình cảm thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết mâu thuẫn, hàn gắn rạn nứt trước khi quá muộn. Với người độc thân, có nhiều lý do khiến chuyện tình cảm của bạn chưa đâu vào đâu, nhất là với nữ mệnh, có thể vì quá kén chọn mà lỡ dở nhân duyên tốt đẹp, cũng có thể thì quá sợ hãi, lo lắng do vết thương lòng còn vương, lại nên không dám bày tỏ tình cảm. Bởi thế, người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng vì hàng loạt lý do ấy, nếu không chịu thay đổi, e rằng tình trạng này còn kéo dài. Xét phương diện sức khỏe tuổi Kỷ Dậu năm 2025 âm lịch. Về cơ bản tình hình sức khỏe trong năm 2025 âm lịch của người tuổi Kỷ Dậu, không gặp phải chứng bệnh tật nào nghiêm trọng, tuy nhiên, bạn dễ mắc các triệu chứng đau đầu, mỏi mệt, uể oải do áp lực công việc lớn, suy nghĩ nhiều nhưng sinh hoạt lại thiếu điều độ. Điều này nếu không sớm khắc phục sẽ trở thành nguyên nhân tiềm ẩn gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt là stress. Ngoài ra những chú gà có thể sẽ bị chứng mất ngủ hành hạ trong tháng này, nguyên nhân chính cũng là do chế độ ăn uống và luyện tập thể thao không khoa học, ăn nhiều, ít vận động. Trong thời điểm này, nhị hắc chủ về bệnh tật đang ở phương Tây Nam, bản mệnh cần lưu ý tránh để đồ màu vàng hay đỏ ở phương vị này trong nhà. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông, thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác anh chị có một năm mới bình an, may mắn. Đối với nam mạng Kỷ Dậu, cách hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2025. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng Kỷ Dậu, cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2025. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Hóa giải hạn tam kheo năm 2025. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, đầu xuân năm mới, người Việt ta có phong tục chọn người hợp tuổi xông nhà để năm đó nhiều bình an, may mắn. Nếu người xông nhà hợp tuổi gia chủ, có lối sống tử tế và chân thành,
thì sẽ mang đến cho gia đình nhiều tài lộc, thịnh vượng và hạnh phúc. Xem tuổi sông nhà, sông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Kỷ Dậu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Đinh Dậu 2017, tốt, Đinh Sửu 1997, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Đinh Mùi 1967, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Đinh Sửu 1937, tốt, Tân Mùi 1991, tốt. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Giáp Dần 1974, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Giáp Thân 2004, không tốt, Mậu Dần 1938, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt, Kỷ Hợi 1959, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Mậu Dần 1998, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, ở độ tuổi này, tốc độ lão hóa của cơ thể sẽ tăng nhanh. Bạn sẽ cảm thấy mọi mặt của cuộc sống đều đang thay đổi. Đồng thời, hầu hết mọi người đều bước vào giai đoạn nghỉ hưu, không còn thu nhập cố định. Cho nên, nếu không lập kế hoạch tốt cho cuộc sống tuổi già, bạn có thể sẽ gặp phải đủ loại vấn đề đau đầu, đặc biệt là 3 đường lui sau đây. 1. Đường lui để đối phó với rủi ro. Một số tiền tiết kiệm nhất định, trong túi dư giả, mọi sự đều bình tĩnh. Câu này không chỉ đúng trong trường hợp đối mặt khó khăn hay sự cố bất ngờ, mà còn bao gồm cả khi con người đến tuổi già. Nhất là hiện nay, thế hệ người trẻ đang phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống, phải bươn chải để nuôi sống bản thân, đôi khi khó có khả năng phụng dưỡng cha mẹ già ở quê nhà. Vậy thì, đối mặt với tình huống này, sự chuẩn bị duy nhất mà người trung niên có thể làm chính là một khoản tiền dư giả trong tay. Suy cho cùng, chỉ khi ổn định về tài chính, người ta mới có thể bình tâm để đối phó với mọi rủi ro có thể gặp phải trong cuộc sống. Không ai lường trước mọi chuyện trong tương lai, nếu con cái không phụng dưỡng, cơ thể đổ bệnh, chi phí y tế đắt đỏ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có tiền. Vì vậy, tại giai đoạn quan trọng này, sự chuẩn bị về tài chính là đường lui quan trọng nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì vậy, dù chi tiêu cho bất cứ việc gì, người trung niên cũng không nên dồn hết trứng vào một giỏ, hãy luôn duy trì một khoản tiết kiệm dự phòng để lo cho tương lai tuổi già sau này. 2. Đường lui để không làm phiền người khác. Thân thể khỏe mạnh, dù có nhiều cách để tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu, nhưng xét cho cùng, nếu bạn muốn làm bất cứ điều gì, điều kiện tiên quyết là bạn cần một cơ thể khỏe mạnh. Có câu nói rằng, nếu cuộc sống của một người là một tấm séc đầy những con số 0, thì sức khỏe là số 1 đầu tiên đặt trước vô số 0 trên tấm séc. Nếu không có số 1 đầu tiên, dãy số phía sau dài đến đâu cũng vô giá trị. Có thể thấy sức khỏe quan trọng như thế nào đối với một người, đặc biệt là khi bước vào độ tuổi trung niên, có sức khỏe tốt, chúng ta có thể bớt chịu nỗi đau bệnh tật, tận hưởng hạnh phúc gia đình nhiều hơn. Mặt khác, bạn không cần làm phiền, gây rắc rối cho người xung quanh. Nhiều người có thể muốn nuôi con dưỡng già, mong những lúc ốm đau bệnh tật sẽ có con cháu ở bên giường để quan tâm chăm sóc. Nhưng trên thực tế, thế hệ sau phải chịu rất nhiều áp lực công việc, thậm chí không có thời gian lo cho chính bản thân. Như vậy, con cháu càng khó có thể suốt ngày chăm sóc cha mẹ già, bản thân cha mẹ cũng không muốn rơi vào tình trạng mất khả năng tự sinh hoạt hàng ngày, phụ thuộc hết vào người khác. Muốn sở hữu đường lui này, tốt hơn hết là bạn nên tập thể dục đều đặn, giữ cơ thể ở mức khỏe mạnh, có chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng, có như vậy, bạn mới có thể thực sự nhận ra vẻ đẹp của tuổi già. 3. Đường lui để có một bến đỗ tinh thần, bạn đời cảm thông. Về già, ai là người quan trọng nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, đó phải là nửa kia của cuộc đời, ở tuổi trung niên.
các con đã kết hôn và bắt đầu chạy đua với sự nghiệp để lo cho gia đình riêng của mình. Người thân gắn bó mật thiết nhất chỉ còn vợ chồng của bạn mà thôi, cho dù là bệnh vật hàng ngày hay gánh nặng tinh thần, người mà bạn có thể yên tâm chia sẻ, dựa dẫm và cùng bàn bạc chính là nửa kia. Vì vậy, về già, một người muốn ổn định và hạnh phúc thì phải có một gia đình hòa thuận. Nếu muốn một gia đình hòa thuận thì phải có một mối quan hệ hạnh phúc, có sự quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau với bạn đời. Bạn phải biết rằng, ở tuổi trung niên, người mà bạn nên trân trọng nhiều nhất không phải là người thân, bạn bè hay con cái, mà chính là người bạn đời đã đồng hành, sát cánh bên nhau suốt nửa phần đời vừa qua. Nhiều người dù đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn thiếu ý thức hoạch định cuộc đời, cho rằng chỉ cần có vợ con là sống thoải mái, yên ổn. Nhưng trên thực tế, trong những năm cuối đời, nếu không tự chuẩn bị cho mình ba đường lui trên từ sớm, rất có thể bạn sẽ rơi vào cảnh trở tay không kịp, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ bằng cách chuẩn bị tốt cho bản thân, bạn mới có thể thực sự an hưởng tuổi già, tận hưởng quãng đời còn lại trong hòa bình và hạnh phúc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.